Đêm nằm suy tư chuyện nhân gian thế sự, trời cho bao kiếp người qua ngày đêm với sự đời, để rồi đây viết lên thành lời bao sương gió ta tới cho kiếp người lạc lối. Bạn bè đêm đêm nâng ly chén tràn, cười vui trong ánh đèn, ai hiểu thấu nghèo hèn. Vì đời ta nơi cõi phong trần, nhưng tay trắng bàn tay nên một mình đêm nay. Đêm nay màn à, xin chào bác nhé. Ở trong clip này em đang test con đẩy bãi BF audio bác nhé, với mã H500. Con đẩy này thì em xin test về Sóc Trăng cho mấy khách hàng anh Triệu Võ, địa chỉ ở Phú Tây, An Mỹ, kế sách Sóc Trăng bác nhé. Với giá chiếc con đẩy này thì báo giá luôn để các bác tham khảo. Con đẩy này giá em bán là 3.300.000 bác nhé, em bao ship. BF thì là một trong những thương hiệu đẩy của Mỹ bác nhé. Tiếng rất là hay luôn, và con này thì hình thức nhỏ gọn cũng như là nó cũng nhẹ nhá, nguồn xung nguồn này thì nói chung là khuôn vác rất là nhẹ và tiếng rất là hay. Ở trong clip này thì em test bác khách hàng, bác nghe chất âm cũng như là quay cho bác cái con đẩy của mình với chất âm của nó rất là hay. Hiện tại em đang đánh một cặp bát 40 nhé, đây cặp loa bát 40 và tín hiệu lấy từ máy tính mà cắm thẳng vào đẩy và đánh test bác nghe cũng như báo giá để các bác khi mua hàng với em dễ hơn. Con đẩy này thì size 2U và nguồn xung, mặt của nó rất là đẹp luôn. Đó, nhìn từ những con ốc này, này thì những con đẩy này thì nói chung là các bác cứ tham khảo, với những dòng đẩy mà đẹp như này thì rất ít gặp. Đấy, cửa hàng em thì nói chung là những dòng này thì em luôn tuyển chọn bác nhé, cho nên là các bác mua hàng với em rất yên tâm. Con đẩy này thì về các bác chơi thì nói chung đánh một cặp 40 này căng bác nhé, còn nếu đánh hai cặp 30 thì chúng ta chơi gia đình thoải mái luôn. Em quay chi tiết bên trong rồi bác xem nhé. Con này sử dụng là 2, 4, 6, 8 tụ nhé, 8 tụ, tụ còn đẹp. Cái dòng này thì tất cả trên tụ nó đều có những quấn còn nguyên cái tem giấy này. Hàng này thì nó là hàng hãng, cho nên là tất cả khi mà công ty người ta xuất thì người ta đều kiểm định ở trên tụ, trên vỉ này. Tất cả trên vỉ, trên bên mạch là nó đều có đầy đủ hết đó nhé. Đấy. Hàng BF thì là một thương hiệu của Mỹ, nhà máy hiện nay là Trung Quốc đó nhé. Đấy. Những cái đẩy như Crown, EV cũng đặt Trung Quốc hết rồi. À, tức là nhà máy người ta sẽ đặt đây mà người ta sẽ xuất đi các nước đó nhá. Đấy. Con này nguồn xung này nó sẽ nhẹ hơn nguồn xuyến. Nguồn xung này thì nó ưu điểm là ví dụ như chẳng hạn là điện yếu thì nó vẫn chạy rất ok và sửa chữa dễ nhá. Đấy. Các bác thợ ở quê mình hay sửa chữa nguồn xung như tivi đấy, gần như là sửa thường xuyên luôn. Và con này thì nói chung cái nguồn này thì nó cũng rất là lành nhá, bảo mạch bảo vệ rất là cao luôn. Máy móc con này còn cực kỳ đẹp. Tín hiệu đằng sau thì nó ra loa bằng cặp loa cả sóng nông trích luôn nhé. Các bác về đấu sóng nông trích này sẽ dễ đấu hơn này. Đấy. Đấu này sẽ dễ đấu hơn này. Còn tín hiệu vào thì nó sẽ bằng AV và Canon nhé. Vào một trong hai đường này, không được vào liền một lúc. Ví dụ nếu vào AV thì không vào Canon, mà nếu vào Canon thì không được vào AV mới nhé. Còn đường link thì link bằng 6 ly. Máy móc cực kỳ đẹp. Giá là 3.300.000 thôi nhé. Thì clip em cũng quay nhanh và test cho bác khách hàng cũng như làm video làm kỷ niệm, cũng như là báo giá toàn thể mọi người để mọi người tham khảo. Bác nào đặt hàng gọi sớm cửa hàng em nhé. Em xin chào bác ạ.